Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần. Tiếp theo sẽ là bản tin về Á Châu và Việt Nam. Mở đầu là bản tin về việc bé gái Cambodia chết vì cúm gia cầm, ca nhiễm H5N1 đầu tiên ở người kể từ năm 2014. Cambodia vào hôm thứ Năm đã thông báo về cái chết của một bé gái 11 tuổi sau khi em bị nhiễm chủng cúm gia cầm H5N1, thường được gọi là cúm gia cầm. Bộ trưởng Bộ Y tế Man Buchan cho biết đây cũng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận trường hợp nhiễm chủng H5N1 ở người kể từ năm 2014. Các nhân viên y tế sau đó đã khử trùng khu nhà ở tỉnh Prey Veng, phía đông thủ đô Phnom Penh, nơi bé gái sinh sống. Bộ trưởng Y tế Jok Sambath vào hôm thứ Sáu cho biết thêm 12 người khác ở Prey Veng được phát hiện nhiễm virus H5N1 và các mẫu bệnh phẩm của họ đã được đưa đến Phnom Penh để phân tích, kết quả sẽ được công bố sau đó trong ngày. Bà Sambath cho biết thêm, theo nguồn tin từ cư dân của địa phương, đã xảy ra hiện tượng động vật hoang dã chết bất thường trong làng. Đội ứng phó khẩn cấp của Bộ Y tế Cambodia đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y để điều tra, tìm nguồn lây nhiễm cả trên động vật lẫn người, đồng thời truy tìm các trường hợp nghi ngờ để ngăn chặn sự lây nhiễm. Bà Sambath kêu gọi người dân làng hết sức chú ý đến sức khỏe, đặc biệt không ăn thịt động vật giả chết. Phân nhóm virus cúm AH5N1 là một phân nhóm của virus cúm A có thể gây bệnh cho người và nhiều loại động vật khác. Và bản tin cập nhật cũng cho hay là Trung Quốc nói không biết gì về việc Nga muốn mua máy bay không người lái của công ty Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu đã cho biết họ không biết về các báo cáo về các cuộc đàm phán giữa Nga và một công ty Trung Quốc để mua máy bay không người lái. Ung Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã nói trong một cuộc họp báo, đã có một lượng lớn thông tin sai lệch được lan truyền về vấn đề này và chúng ta nên cảnh giác về những ý định đằng sau điều này. Tạp chí Der Spiegel của Đức hôm thứ Năm đã đưa tin, nhưng không trích dẫn nguồn cụ thể, rằng Nga đang đàm phán với một nhà sản xuất Trung Quốc về việc mua 100 máy bay không người lái với ngày giao hàng vào tháng 4. Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ, Đức và các nước phương Tây khác đã cảnh báo Trung Quốc không được bán vũ khí cho Nga nhằm chống lại Ukraine, nói rằng bất kỳ hành động nào như vậy sẽ gây ra hậu quả trầm trọng. Tổng thư ký của NATO Stoltenberg cũng cho biết, liên minh phát hiện dấu hiệu Trung Quốc xem xét cấp vũ khí cho Nga và cảnh báo Bắc Kinh không được làm như vậy. Theo lời ông Stoltenberg, Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm Chủ nhật cũng nói rằng Trung Quốc có thể đang xem xét cung cấp từ đạn dược đến vũ khí nhằm hỗ trợ Nga cho cuộc xung đột ở Ukraine. Australia hứa cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine nhân dịp kỷ niệm một năm chiến tranh. Chính phủ của Australia hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ gửi thêm máy bay không người lái tới Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga nhân kỷ niệm một năm cuộc xâm lược. Thủ tướng Australia ông Anthony Albanese nói với giới truyền thông, "Chúng tôi một lần nữa nói với Tổng thống Putin, hãy dừng cuộc chiến này ngay bây giờ, rút quân ngay lúc này." Ông không nói rõ có bao nhiêu máy bay không người lái sẽ được vận chuyển, các mẫu máy bay liên quan và liệu chúng có được trang bị vũ khí hay không. Australia cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu mới đối với 90 cá nhân và 40 tổ chức của Nga. Một ngày trước lễ kỷ niệm, người dân ở Sydney đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại một cuộc biểu tình lớn vào hôm thứ Năm để ủng hộ cho Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Australia đã cung cấp khoảng 500 triệu Mỹ Kim, xin lỗi quý vị là 500 triệu đô la Úc, tương đương với 340 triệu Mỹ Kim, hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Australia cũng đã triển khai binh lính tới Anh để giúp huấn luyện quân đội Ukraine ở đó và đã trừng phạt hơn 1.000 cá nhân và tổ chức của Nga. Trong khi đó, thì đại sứ của Ukraine đã cho biết là chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa và công lý. Khi đại sứ Ukraine Oleksandr Kaman đáp máy bay tới Hà Nội vào tháng 4 năm ngoái, ông đã ý thức rằng việc ngoại giao mà ông sắp sửa đảm nhiệm sẽ rất khác với những gì ông từng biết,
đó là vì đất nước của ông đang trong tình trạng chiến tranh và trách nhiệm của ông là nỗ lực vận động mọi sự ủng hộ có thể từ nước sở tại. Nhưng lập trường không chọn bên của Việt Nam là một thách thức gần như không thể lay chuyển. Nga, nước đang tiến hành một cuộc xâm lược nhắm vào nước ông, có mối quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam và vẫn khơi gợi sự trung thành từ những người có mối liên hệ thân thiết với liên bang Xô Viết cũ. Dù Việt Nam nói một cách chung chung rằng họ đứng về phía công bằng và lẽ phải, thế nhưng tại các cuộc biểu quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã nhiều lần bỏ phiếu trắng hoặc chống các nghị quyết lên án Nga. Ông Kamen đã chia sẻ quan điểm của ông về lập trường của Việt Nam và về những vụ việc xảy ra trong năm khiến cho Đại sứ quán của Ukraine lên tiếng. Chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa, về phía công lý. Chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi quốc gia để chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này. Nhưng chúng ta biết lý do thực sự của cuộc chiến là chỉ để tiêu diệt quốc gia Ukraine, xóa sổ đất nước chúng tôi khỏi bản đồ. Một bản tin khác cho biết các nhà lập pháp Nam Hàn trình dự luật tìm công lý cho nạn nhân Việt Nam trong chiến tranh. 25 năm nhà, xin lỗi quý vị là 25 nhà lập pháp Nam Hàn hôm thứ Năm ngày 23 tháng 2 cùng nhau ký vào một dự luật điều tra tội ác chiến tranh của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Trong nhiều năm, các nạn nhân Việt Nam đã yêu cầu chính phủ Nam Hàn thừa nhận các vụ sát hại thường dân có liên quan đến binh sĩ Nam Hàn, cũng như một lời xin lỗi và bồi thường chính thức. Cho đến nay, chính phủ của Nam Hàn chưa thực hiện bất kỳ bước nào như vậy. Theo tờ báo The Korea Herald dẫn lời nghị sĩ Kang Min-chung, một trong những nhà lập pháp tác giả dự luật, nói trong một cuộc họp báo, theo bà, những nỗ lực tìm kiếm sự thật về chiến tranh Việt Nam phải được tiến hành ở cấp chính phủ càng sớm càng tốt. Dự luật của các nghị sĩ Nam Hàn đề xuất thành lập một ủy ban độc lập điều tra phạm vi của các vụ thảm sát và các tội ác chiến tranh do binh sĩ Nam Hàn gây ra trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1973. Trong thời gian điều tra, Ủy ban sẽ báo cáo những phát hiện của mình cho Quốc hội và Văn phòng Tổng thống Nam Hàn. Nghị sĩ Kang cho biết bà đến thăm Việt Nam vào tuần trước và gặp gỡ những người sống sót sau các vụ thảm sát. Những nạn nhân này vẫn thường xuyên tổ chức các buổi lễ tưởng niệm chung để bày tỏ thương tiếc đối với những mất mát từ những vụ thảm sát. Và ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, sứ ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin sân khấu và điện ảnh. Mong quý vị đón theo dõi để biết thêm chi tiết.